Jordan Pickford giữ sạch lưới và giúp mèo đen có được chiến thắng thứ tư ở mùa giải năm nay và leo lên vị trí thứ 18. Có lẽ Sunderland cần nhiều hơn sự xuất sắc của thủ môn này trong cuộc đua trụ hạng. Callum Chambers, cầu thủ được cho mượn từ Arsenal là một phần quan trọng trong chiến thắng 3-0 trước Swansea, giúp Middlesbrough leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Alexander Kolarov bất ngờ được Pep Guardiola xếp chơi vị trí trung vệ, đã có một màn trình diễn vô cùng thành công ngoài mong đợi trong chiến thắng vô cùng quan trọng 2-1 trước Arsenal và chiếm luôn vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk của Southampton đang là một trong những cầu thủ được các ông lớn săn đón. Năm nay mới 21 tuổi, sẽ còn không xa để thấy anh thi đấu cho một đội bóng lớn. Pha làm bàn quyết định của Danny Rose tiếp tục đưa gà trống cạnh tranh vị trí thứ 4, thắng lợi quan trọng trong bối cảnh Arsenal trắng tay ở vòng đấu này. Mark Noble, đội trưởng của The Hammers, đã có cho mình bàn thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay sau khi hạ những chú hổ Hull City và khiến đối thủ phải nhận vị trí bét bảng sau vòng đấu này. Kevin De Bruyne là chìa khóa trong lối chơi của Manchester City. Anh là nhân tố quan trọng mang về chiến thắng trước Arsenal. Đường chuyền cho Sterling lập công là pha kiến tạo thứ 10 của cầu thủ người Bỉ kể từ đầu mùa. Đường chuyền thành bàn của Jesse Lingard cho Ibrahimovic ghi bàn cùng lối chơi song sáo. Cầu thủ cây nhà lá vườn của Man United đã thi đấu cực tốt trong trận đấu với West Brom. Alvaro Negredo chuyển tới Middlesbrough là một bước lùi trong sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha. Nhưng với đội chủ sân Riverside, một cầu thủ đẳng cấp như anh sẽ giúp họ đạt được mục tiêu của mình như cú đúp mà anh đã từng làm được trước Swansea. Cú đúp trong chiến thắng trước West Brom là pha làm bàn thứ 10 của cựu tiền đạo PSG. Một con số ấn tượng với một cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 35